khoảng 12 giờ 30 ngày 7 tháng 11, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bản Sam, xã Sam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác đội cảnh sát đấu thầu trái phiếu về ma túy công an huyện Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Quảng Thị Thung 1986, trú tại bản Ten Luống, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 2 bánh heroin và 30 túi ma túy tổng hợp khoảng 6.000 viên, một xe máy và một điện thoại di động. Đối tượng được đưa về trụ sở công an huyện Điện Biên để đấu tranh khai thác, điều tra mở rộng chuyên án.